nếu bạn đang sống thành thật tuyệt đối không được lướt qua câu chuyện này chuyện kể rằng trước đây có hai người bạn trẻ thân thiết thường ngày đều đối xử tốt với nhau một người tên là thông minh người còn lại tên là thành thật một ngày nọ hai người bạn đó lên thuyền ngao du cùng nhau nhưng khi họ ngồi trên thuyền thì gặp phải cơn bão lớn chiếc thuyền đã bị nhấn chìm ngay sau đó chiếc thuyền cứu nạn chỉ có một chỗ người thanh niên tên là thông minh liền nhanh chóng lên thuyền cứu nạn đẩy người bạn thành thật xuống nước người bạn thành thật gặp nạn nhưng mà không chết anh ta được sóng biển để đến hòn đảo hoang vắng thành thật hoảng hốt sợ hãi không còn cách nào khác phải ngồi trên hòn đảo chờ thuyền cứu viện chẳng bao lâu sau có một chiếc thuyền từ xa đi tới thành thật mừng rỡ đứng dậy và nhìn trên chiếc thuyền có một lá cờ để hai chữ sung sướng thành thật bèn gọi to sung sướng sung sướng tôi là thành thật đây cứu tôi với sung sướng vừa nghe thấy thành thật liền đáp trả không được nếu tôi mà thành thật thì sẽ không thể sung sướng được đâu anh hãy nhìn xem trên thế giới này đã bao nhiêu người nói lời thành thật nên không thể sung sướng vui vẻ vừa dứt lời sung sướng liền rẽ hướng khác mà đi một lúc sau một chiếc thuyền nhỏ gắn tên địa vị đi tới thành thật bèn gọi to địa vị địa vị anh có thể chở tôi về được không địa vị vừa nghe vừa trèo thuyền quay đầu ra xa và nói địa vị của tôi đạt được không dễ dàng gì nếu như có anh thì tôi khó mà giữ vững được địa vị của mình thành thật vô cùng thất vọng khi địa vị rời đi trong lòng tràn ngập nghi ngờ và khó hiểu đành phải tiếp tục ngồi trên bờ và đợi chờ, rất lâu sau có một con thuyền mang tên Cạnh Tranh nữa đi tới, anh ta hô lớn, "Cạnh Tranh, Cạnh Tranh, anh có thể cho tôi lên thuyền của anh để về nhà được không?" Cũng như mấy con thuyền trước, Cạnh Tranh vội vàng từ chối, "Anh đừng mang đến phiền phức cho tôi, hiện giờ thế giới Cạnh Tranh phiền phức như vậy, nếu mà có anh thì tôi làm sao Cạnh Tranh nổi với người ta đây?" Dứt lời, Cạnh Tranh lập tức rời đi. Một lúc sau trời mưa bão to hơn, sóng lớn hơn làm thành thật càng tuyệt vọng đột nhiên lúc đó thành thật nghe thấy một giọng nói vừa đôn hậu của thân thiết cậu trai trẻ hãy lên thuyền đi thành thật nhìn lên thì nhận ra đó là ông lão thời gian bèn hỏi tại sao ông lại cứu tôi ông lão thời gian bèn đáp chỉ có thời gian mới chứng minh được thành thật quan trọng đến mức nào trên hành trình trở về nhà ông lão thời gian chỉ vào những con thuyền bị sóng đánh lật mà trên đó chờ thông minh sung sướng địa vị cạnh tranh rồi nói đã không còn thành thật thì thông minh sẽ chỉ làm hại chính mình sung sướng sẽ không được lâu dài địa vị chỉ là thứ giả tạo và cạnh tranh cũng sẽ thất bại mà thôi bạn nghe câu chuyện này rồi đã rút ra được bài học cho bản thân mình chưa